nhấn mạnh rất rõ trong thông cáo báo chí, đây không phải là sự kiện quảng bá, truyền thông hay vì các mục đích khác có liên quan đến tài sản nào, tiền nào. Toàn bộ 18 phiên trao đổi được trình bày bằng tiếng Anh để cập nhật sát nhất những kinh nghiệm pháp luật của các quốc gia tiên phong trong quản lý tiền và tài sản ảo. Thụy Sĩ quyết định không đánh thuế VAT đối với tiền ảo vì họ không xem giao dịch tiền ảo như cung cấp dịch vụ hàng hóa mà xem như phương tiện giao dịch như đồng franc Thụy Sĩ. Đức thì chỉ đánh thuế 5% nếu bạn giữ rồi bán tiền ảo dưới 1 năm. Singapore không quản lý tiền ảo. Tuy nhiên, cơ quan tiền tệ Singapore MAS công bố một hướng dẫn về các dịch vụ liên quan đến các token kỹ thuật số. ICO sẽ phải tuân theo luật chứng khoán của Singapore. Với các sàn hay trung gian giao dịch thì vẫn phải chịu quản lý. Với vai trò từ khu vực tư nhân, những người đứng đầu những dự án có ứng dụng blockchain như Cambria, nền tảng đổi mới phân tán thúc đẩy robotics, hay Kyber Network, nền tảng giao dịch phân quyền, chia sẻ vai trò của vấn đề pháp lý trong thúc đẩy các công nghệ tiên phong. Một số nước như là Singapore, họ đã có những khung pháp lý rất là rõ ràng. Do vậy là những cái giao dịch, ví dụ về vấn đề tiền ảo là hợp pháp và những cái giống như là những cái hợp đồng này kia đều là đó có tính pháp lý. Thành ra là đó là một cái mà tôi mong muốn, hy vọng là sẽ có tại Việt Nam. Hội nghị trở nên nóng hơn với sự xuất hiện của Vitalik Buterin, nhà sáng lập Ethereum, nhân vật có tầm ảnh hưởng đến toàn bộ ngành tiền số. Nhưng Vitalik đến Việt Nam không để nói về Ethereum, mà trình bày về thuyết thiết kế cơ chế, mảnh ghép nền tảng của blockchain, điều có thể tạo nên niềm tin, sự trung thực trong xã hội. Vitalik lấy ví dụ trong bầu cử hay là đấu giá. Các phiếu bầu được theo dõi, tính toán trong khi vẫn duy trì được tính riêng tư của các cử tri. Không ai can thiệp được vào điện toán cho đến khi có kết quả cuối cùng. Ghi nhận tất cả những đóng góp chất xám từ các bên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh dù còn nhiều hướng tiếp cận, cách hiểu khác nhau dẫn đến cách ứng xử khác nhau của từng quốc gia, nhưng mục tiêu tiếp cận của Việt Nam rất rõ ràng. Nhưng dù tiếp cận dưới góc độ nào, thì mục đích cuối cùng vẫn phải đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan và phòng chống được các rủi ro cho xã hội và người dân. Nếu năm 2017 là năm của ICO, có vẻ như 2018 được dự đoán sẽ trở thành năm của các quy định pháp lý. Mọi thứ đã nóng lên khi các nước trên thế giới vật lộn để xác định cách thức mà họ sẽ đối xử ra sao với tiền ảo. Với ba xu hướng rõ nét là thả nổi, không thừa nhận và cho phép, những kinh nghiệm quản lý, xử lý đa chiều đóng góp từ hội thảo sẽ là cơ sở tốt để Việt Nam chọn hướng tiếp cận của riêng mình.